Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 10 tháng 8 năm 2024, tại Chùa Hộ Pháp Bà Rịa Vũng Tàu do Thầy Thích Nhuận Đức quản chúng đã tổ chức trao quà cho những người khuyết tật với số lượng lên đến hàng chục ngàn người tham dự, gồm có 7.000 người khiếm thính và 3.000 người khuyết tật khác. Nhân dịp này, Chùa Hộ Pháp hân hạnh được đón tiếp Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phó trưởng ban trị sự Tổ đình Hộ Pháp tới tham dự và có đôi lời dạy bảo. Đồng thời, Thượng tọa cũng trao quà cho những người khiếm thị tham dự trong chương trình đặc biệt này. Mời quý vị Phật tử và toàn thể quý vị nghe toàn văn lời phát biểu của vị Thượng tọa sau đây. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ nằm ràng chúng con được trang nghiêm phát tử. Giờ chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phó trưởng ban quản trị Tổ đình Hộ Pháp, kính mời Thượng tọa có đôi lời dạy bảo cho chúng con và cũng như những người khiếm thị khuyết tật sáng hôm nay. Chúng con xin vô thỉnh Thượng tọa. Quý vị cho một tràng lỗ tay thật lớn bây giờ người ra. Các vị niệm Phật với thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin ngưỡng một lần tội đình lại tâm lắm thành kính tỉnh giờ trưởng lão hòa thượng Thích Quảng Hiền, Ủy viên thường trực Hội đồng Chức vấn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quyền chủ trưởng ban quản trị Tổ đình Đại Tâm Đắc và Tổ đình Bồ Tát. Kính thưa như công đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử và các cô chú khiếm thị và làm khó khăn, 7.000 người có mặt tại Tổ đình Hộ Pháp sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, lời nói đầu tiên, tôi xin cầu chúc cho các cô, các chú và các em tham gia chương trình này một sáng an lành và kính thưa đoàn ở Đại Tính và đồng bào tử. Đây là lần đầu tiên thầy đến dự chương trình này với số lượng rất là lớn. Kính thưa các vị, từ ngày hôm qua chúng tôi nhận thấy ban tổ chức rất là lo lắng, rất là lo mọi việc để cho các chương trình hôm nay trình độ thế này, và các vị tình nguyện viên cả trăm người lo nhiều khâu khác nhau, và bữa riêng thì trời đã mưa tầm tạ khi tất cả những bảo vụ đã xếp sẵn cho các vị thiết thị xếp mi ngồi, nhưng mà bao giờ trở lại luôn. Và đợt mưa xong người cách em phải gì, phải dọn dẹp, phải bếp dọn, phải lau chùi
tất cả toàn bộ và bài bản siết ngay ngắn lại. Chúng tôi một giờ khi mà thấy tích lệ rằng như vậy tôi rất là xúc động. Và sáng sớm thì chúng tôi làm thấy tình đoàn của chính thị lần lượt trở về lộ hình mạng bộ phát người sau bắt tay người trước và cơ tiếp lại giảm trò và quân tập. Chúng tôi thật sự rất là cảm động về tấm động về việc làm của thôn tổ chức của ban tổ chức mà suốt một đi qua trời mưa mà thực hiện làm như thế họ sẽ ngay trở lại thành mưa. Tôi là quyền nhiệm màu nó mà tôi vui mừng cho cái ban tổ chức chúng ta trời Phật giáo tôi tự nghĩ mà trời mưa tạm đi không. Hôm nay là tham dự chương trình này của khiếm thị khắp nơi được cả 230 đoàn xe 7.000 người khiếm thị và hơn 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn. Ta thấy chương trình làm số người rất là đặc biệt mà chưa thấy những nơi nào là tổ chức to như thế này. Từ Hà Nội thì một 120.000 người tôi chưa tới là 7.000 còn người thì đây là chờ họ cũng họ khi tôi sợ tổ chức tôn giáo ta à thì có ổn định là năm cái tổ này phát ra đã tổ chức từ 2018 và ban đầu thì có 20 người chuyển thì họ và mỗi năm thì mỗi năm số lượng càng tăng dần lên mỗi còn và đến hôm nay là phải năm số nhà nó đẩy càng như thế này cho nên cái như mình này mà không có như sau này tôi thấy là sự ống trước nhân dân của các bạn tổng đô với sự cầu mong lòng đầu của các bạn nhận thức ở tại nơi này đem đến thành tên chúng ta trong đàn của thầy. Vì kiến thể đây chúng ta sẽ người có khả năng xã hội bởi vì một con người hoàn hảo như là có đầy đủ năm căn tức là bắt tay hồi gửi ý của nhưng mà ta không còn cái năm sáng nữa đó là gì về Phật sáng hôm nay tôi đến gặp thân hai đứa tuổi 20 độ tuổi ở lớp một hỏi một phát và bác đã bị mù lòa con mắt bên cái thân đoàn và trong hôm nay bác này ở Điện Biên bác trả lời là mắt tôi có con là mù trên 4 năm rồi và con có buồn khi cơn tai nạn chúng họ chúng ta về hỏi bác lúc mà phải đi mua cũng thì bác có ôm không thì ban đầu thì con rất buồn nhưng rồi lại sống cũng quen dần dần nghe nó hát không biết phải như mấy cái độ đơn nghiệm nghe bà chàng chúng tôi cảm thấy rằng cái sự tình thương sự hay là khi cho các con lần cho nên con bước mình đi và còn cái nhỏ nữa hồi tuổi 20 hỏi con thì là một con hát từ khi nào em đã đòi và con buồn từ khi mới sinh ra không không được nói cái cảnh này cái mép này là từ mù thì cái chi hết em cho ở còn phải dễ thế thôi biết mình nghe thấy là tôi nhớ ngồi đẹp luôn à cũng vậy những em nhỏ này bị họ từ nhỏ đã sinh ra đã có cái gì thì mọi tôi nhớ cái tên cho nên
khi hỏi thì em thôi ạ. Nhưng thưa các thầy, xin thưa các thầy, không cần thiết hỏi cái dạy làm như không hay đất hoặc tăng nhân sóc người có được hoặc tăng xoay chúng ta ngồi lo mắt thêm khí thể lo mắt thì ta bảo toàn lượng thành quốc tế ta hẳn nhất là ta bảo bảo vệ tâm tâm người hơn là những gì lo bỏ lo túi những gì nhà mình cho nên là cái người mà cái trở thành Phật là tiếp người để trở thành Phật thì trong tất cả là như vậy. Cho nên được có người này là khó rồi, nhưng mà các vị gần tới chùa cái thời gian cái bồ tát mà dạng gì để nhận thiết con ta kỹ thiết ở trong cái một cái người nhãn cái không còn năm cái phù hợp đã có một tiếp xúc được cái năm giờ họ nói tôi vẫn nghe pháp rồi tiếp mọi rồi và từ đó họ được tốt đẹp hơn nhất nào cái linh hồn nó tuổi lẽ đó thế nên có vẻ người bọn có niềm vui ta được hơn nữa tâm linh nó có định vô thiện là vô học vô ở dưới lòng nghĩ trong cuộc đời muốn nỏ hơn học tìm lòng và gặp phải một cái gì một cái năng một cái tâm hồn và cái đồ này chưa vượt được còn cái đó rất là em một cái hồn hồn mà ở lớp học tìm được những cái một phần tay rồi rồi chính rồi chính là một phần khó lắm chứ nó hôm nay là có thể tới đây để đi đến chùa không phải đến chùa này và những cái đường khác có thể tổng kết tập được quý vị thân đức tại vì tôi như những người cũng sẽ chạy có thể tập bài để tập nguyện nên được quên gì hơn là gì để mình cho hành động đẹp cho nên chúng ta thấy rằng có thể là toàn cái sự hình tư và mình như vậy để mấy anh sự tăng lặng trong gì cho học tập cho nên học hỏi là một cái tâm có bài thơ đặc tư trọng lạc đạo hạ tùy nhiên cơ tắc xa ngờ khốn tắc nhiên giao chữ bảo tu tầm ốc rồi cảm vô năng học tức nghĩa là đời cũng đảo sẽ trì diện và ở đó thì ngắn mà ngũ liền tất nhà sẽ có bạc khoa thì cái đó cảm vô tâm và thiên trình thế thì mình tiếp nhận được cái bài thở này tu tập và trở thành người là an lạc trong cuộc sống không không giàu đi đem lão không giàu phản ảnh hơn người đó thì mình lo tiết tạm như thế là khó nhận lời pháp là cái tổ là chỉ lời Phật đó là làm tu tập ở thân con người ở ông quân sở khi con em có thể có những người có đây cùng xin là thì làm một người phải lòng thì làm những gì thì làm những đây tôi rất là thêm cũng đợi thêm người nào thì hát con hát tuổi mà tôi cũng thêm thêm những người như thế người là tuổi thơ tuổi thì nó được hướng hát hợp mà như vắng tới đến đây câu đó con chẳng đến đây cũng vậy đó mà gì nhận hồi về vô cùng đi nhiều xin chào đàn của em cho các bạn là một kỳ vũ đo chúng tiên tình phát về cái sự kiện chạy này là việc làm rất là chuyện nhân quan sâu sắc nên mong sẽ phải bởi vì là đức thầy trả lời mình luôn thế là mình giải quyết để tốt cho tất cả sự về và ổn định là từ cái lần chi lăng từ bóng lan hay cũng đến thì cũng đẹp mà
ấm năng to to như thế kia đấy, đó là có thể cái việc hành và lo xe ở đây con cả tháng rồi lo hết rồi chỉ muốn cái tiền nữa cái đơn gì nhỉ từng chưa may do nó bận lại thế nên tất cả gì trên người mùi và nó đặt hôm nay chúng tôi và tàu mình thương theo họ cho nên thì có các bạn sẽ nghe nó đó nhờ họ kêu họ nhờ bạn kêu họ cho mình sẽ sao đấy xem đẹp và thấy được để thấy được lúc đó mai mà để còn hết thì đưa đồ ảnh thì nhờ thì xin đến điểm và là tiếng bay học từ tiếng tập tiếng gọi ra để thế bằng cái mắt gì họ sẽ hôm nay chúng tôi đến đây tham dự chiến trận chiến đẩy hoặc là tôi đã hỗ trợ cho cả những cái lượng máy mắc tay tiền cho tất cả những người biết thầy cho nên tại sorry còn một rất nhân rộng hơn nữa tôi đi hỗ trợ cả tư vấn cho những người biết thầy này ở tại trung tâm phải đi xe bán thử ở tại địa phương của mình cái này từ bên sẽ hỗ trợ kiểm tra những người có mong cả có bạn như thế này có một đầy đủ sống tham vui và không cái gì cái sự mặc cả đơn vị tuyệt vời thế gian cuối cùng xin thay mặt tất cả những người tại những người nhà họ có mặt con hùng trên cái đề biển tây miền tây. Sau đây Thượng tọa Thích Nhượng Nghĩa sẽ chính thức khai mạc chương trình phát quà cho người khiếm thị trong ngày hôm nay. Tiếp theo là chương trình xin mời ban tổ chức các chú về bố trí cho mạng thường quân đi khắp quà cho những người khiếm thị từ ngày một đó là chương trình hôm nay là từng cấp mời các chú thực hiện chương trình này. Chúng con và quý cô chú quý thầy sẽ cảm ơn các thượng tọa và sau đây thượng tọa đại diện ban tổ chức tặng cho sáu người hiến thầy đại diện cho tâm quá diện và thượng tọa còn là con viện là lấy đi lắm không có đi tặng quý vị với họ thầy ở vị trao chèn theo tay hồi nào mình chúng ta đi Phật chúc về quý cô tặng mấy phát quà được nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi các chương trình tiếp theo của sự kiện trọng đại này. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.